Xin chào quý vị các bạn, hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị các bạn cách vệ sinh bảo dưỡng tủ lạnh. Để chuẩn bị cho công tác vệ sinh bảo dưỡng tủ lạnh, ta cần có khăn lau và dung dịch để vệ sinh. Trước tiên chúng ta tiến hành ngắt nguồn điện vào thùng tủ lạnh. Tiếp đến là chúng ta sẽ tiến hành bỏ hết tất cả các khay đựng đồ và thực phẩm. Sau khi đã bỏ hết đồ thức ăn trong tủ lạnh ra, chúng ta dùng khăn lau và dung dịch vệ sinh để tiến hành vệ sinh tủ. Để chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh phần cánh, các răng. Sau khi tiến hành vệ sinh xong toàn bộ khoang tủ và cánh tủ, ta tiến hành dùng khăn lau khô để lau khô lại một lần nữa. Sau khi đã tiến hành vệ sinh xong tủ, lau khô lại một lần, chúng ta sẽ để cho cánh cửa tủ mở khoảng 15 đến 20 phút để cho tủ khô ráo hoàn toàn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cho các khay đựng đồ vào và đồ dùng thực phẩm. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về cách vệ sinh bảo dưỡng tủ lạnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.